con bắt đầu lấy bút đỏ để chúng ta chấm bài tập về nhà. Cô nhắc lại, bài tập về nhà nếu bạn nào mà chưa làm thì tốt nhất không nên học. Bởi vì mỗi một cái bài như thế này mất rất nhiều thời gian để làm bài. Và khi mất nhiều thời gian thì kiến thức mới vào đầu các con được. Còn nếu như con chưa làm bài mà cố tình bỏ bài ra để chữa thì cả cái bài này nó không có tác dụng gì hết nha. Bạn nào mà chưa làm bài tập về nhà tốt nhất là không học nữa, để mai làm xong rồi học. Bắt đầu câu 1, hoàn thành câu sử dụng các cái danh từ cho trước và thêm S hoặc ES nếu cần thiết. Có nghĩa là người ta yêu cầu mình là phải chọn danh từ dựa vào nghĩa của câu, thế sau đó phải thêm số ít, à thêm số nhiều nếu cần thiết, đúng không nào? Câu 1, tôi để ít vỏ chuối này, ít vỏ hộp nước ép này và chai vỡ trong một cái thùng đựng rác. Và cái thùng này đầy rác. Rác trong câu này chúng ta sẽ chọn từ nào? Đó chính là từ garbage. Vậy ta có đáp án câu số 1, chính là từ garbage. Câu số 2, tools that are used for turning screws are called. Những dụng cụ mà được sử dụng trong bộ đồ ấy thì chúng được gọi là gì? Chúng được gọi là screwdriver. Screwdriver. Đúng chưa? Screwdriver. Câu số 3, the children got scared when they heard during the storm. Vậy câu này chúng ta gạch chân từ storm, bão. Lũ trẻ rất sợ khi chúng nghe thấy gì trong trận bão. Nghe thì chỉ có thể là sấm, đúng không? Vậy ta sẽ chọn từ thunder. Và thunder trong trường hợp này không đếm được, cho nên các con sẽ phải dùng ở hình thức là không có số nhiều. Mặc dù chỉ chung đấy, nhưng nó không đếm được. Garbage cũng không đếm được, cho nên để ở hình thức nguyên. Còn screwdriver là danh từ đếm được, là những dụng cụ dành cho người lái xe ấy. Đấy, thì gọi là danh từ đếm được và chúng ta dùng số nhiều. Tất cả những cái này chỉ chung, ba câu này đều chỉ chung hết. Nhưng nếu là danh từ không đếm được thì không được thêm S vào nó. Còn nếu là chỉ chung mà đếm được thì phải có số nhiều nhá. Câu 4, I have some coins in my pocket. Tôi có một ít đồng xu trong túi. Nói theo cách khác, tôi có một ít gì? Ít tiền, lẻ để đổi. À, some gì? Vậy trong trường hợp này ta dùng từ change. Đúng không nào? Tiền lẻ. Câu số, tiền lẻ này là cũng không đếm được đâu, cho nên không để số nhiều. They have a rusty car without an engine, broken chairs and an old refrigerator in the front yard. Their yard is full of junk. Họ có một cái xe rất là tệ. Với xe trông tàn tệ lắm. Without an engine, không có động cơ. Những cái ghế gãy, tủ lạnh cũ ở cái sân trước. Và cái sân này đầy gì? Đầy rác, đầy những đồ phế thải, đúng không nào? Vậy ta điền từ junk, và từ junk trong trường hợp này cũng không đếm được thì con cũng không dùng số nhiều. Câu số 6, tất cả cái này đều là sông. Sông thì điền từ river, nhưng river ở đây phải thêm số nhiều vì nó đếm được, đúng chưa? Là những con sông nổi tiếng. Tiếp theo, con phố này đầy ô tô, đầy xe tải, đầy xe buýt, đúng không nào? Và nó chật nghẽn giao thông. Vậy ở đây phương tiện giao thông thì ta sẽ điền từ traffic. Và traffic này không đếm được đâu, các con sẽ để nó ở hình thức danh từ nguyên thể. Câu số 8, tôi thích nghe nhạc kịch symphony và folk song. Vậy tôi enjoy music. Music không đếm được, để nguyên. Hôm nay tôi có 30 trang.
Tôi đọc 30 trang giấy trong quyển sách lịch sử. Giải quyết 30 bài toán về đại số và viết một bài văn, hay nói cách khác tôi có rất nhiều homework để làm. Vậy câu này chúng ta sẽ điền từ homework. Homework không đếm được đâu nhá. Vậy để nguyên. Câu số 10. I went to the store to get some nails. Tôi đến cái kho để lấy một ít đinh, một cái búa và một ít đinh, đúng không nào? Vậy ở đây là nói một cách khác tôi mua một ít gì? Hardware. Chấm điểm bao nhiêu trên 10 đi? Hardware này cũng không đếm được cho nên các con không thêm số nhiều. Hardware ở đây tức là đồ đạc trong nhà hay đồ đạc cứng, đồ dụng cụ dùng để làm. Xong chưa nhỉ? Chấm điểm bao nhiêu trên 10 bài này đi nhá. Bài số 7, hãy chọn từ đúng để hoàn thành. Bây giờ muốn chọn cái này chúng ta nhìn kỹ là tất cả những động từ người ta đánh đố mình đều ở hình thức số ít hoặc số nhiều. Vậy mình phải xác định được cái chủ ngữ này là số ít hay số nhiều để mà làm. Bắt đầu nào. The result of, kết quả của. Vậy chủ ngữ chính của cái cụm danh từ dài ngoằng ngoằng này chính là từ result. Mà result ở số nhiều thì ta phải chọn từ vuông. Câu số 2. One of the children. Children này là số nhiều, những đứa trẻ. Nhưng một trong những đứa trẻ, cả cái cụm này nó đều là số ít nhé. Children thì là số nhiều rồi, nhưng một trong những đứa trẻ thì rõ ràng là cả cái chủ ngữ này nó chỉ có một đứa trẻ thôi. Được chưa? Bị mất giày. Một đứa trẻ, đúng không? Vậy ta phải chọn động từ số ít đứng sau chủ ngữ số ít. A number of police officers. Ở đây, a number of, hôm trước cô nhắc đây từ này có nghĩa là bằng nghĩa với many. Đúng không? Có nghĩa là nhiều cảnh sát. Xong chưa? Câu 4. Câu 4 thì chúng ta có này, interesting pictures, những bức tranh rất thú vị. Vậy cái the này trong câu thì không phải dựa vào từ the để mà chọn số ít số nhiều đâu nhá, mà phải dựa vào danh từ đằng sau. Có những bức tranh rất thú vị, vậy nó là số nhiều thì các con phải chọn động từ số nhiều. Cô xin lỗi, cô chưa chọn đáp án câu 3. Câu 3 này là chủ ngữ số nhiều thì các con phải chọn động từ nguyên thể. Câu số 5. The two teams wear the same. Hai đội này mặc quần áo giống nhau. Mỗi một đội thì no two teams wear the same. Không hai đội nào trong cùng một trận đấu mặc quần áo giống nhau. Mỗi một đội thì đều mang màu sắc khác nhau. Mỗi đội cứ khi nào có từ each, đúng không? Thì con ghi công thức ở bên cạnh cho cô. Each cộng với danh từ. Và sau danh từ này sẽ phải cộng với một động từ được chia số gì? Số ít nha. Động từ số ít. Đấy. Thế như vậy ở đây ta chắc chắn ta sẽ chọn từ where thêm s rồi. Đúng không? Câu 7. Every cũng đi với danh từ, đúng không nào? Và tất cả cái cụm này nó cũng là một chủ ngữ số ít. Every child, mỗi một đứa trẻ là số ít rồi, chọn từ is. The cattle là một danh từ tập hợp, và các con ghi ở đây đi. Danh từ tập hợp là một chủ ngữ số nhiều. Danh từ tập hợp là một chủ ngữ số nhiều. Khi nó chỉ từng thành viên, nó chỉ tất cả các thành viên trong cái tập hợp đấy. Lũ gia súc, được chưa? Sẽ bị bán with the farm, cùng với cái nông trại, có nghĩa là người ta bán cả nông trại và cả đàn gia súc. Được chưa nào?
Vậy cái này được carol là số nhiều đấy, con chọn nào. Câu 8. An officer and his dog. Một cái nhân viên văn phòng và con chó của anh ấy. To work closely together. Cùng nhau. Vậy ở đây chúng ta biết là cái chủ ngữ này nó là số ít hay số nhiều, hai đối tượng hay là một đối tượng? Câu 8 này chắc chắn là hai, một nhân viên văn phòng và con chó, vậy là hai đối tượng rồi. Hai đối tượng khác nhau thì phải đi với một động từ số nhiều, đúng không? Con mèo cũng như con chó của tôi thích thức ăn của mèo. Bây giờ nhìn kỹ cái cụm từ as well as. As well as thì hôm trước cô dạy nó sẽ đi với một danh từ, hai danh từ mà được nối với nhau bằng as well as, thì chúng ta sẽ chia theo cái chủ ngữ đầu tiên. Đấy. Tức là by cat là số ít thì động từ phải thêm s. Ghi công thức đi. Danh từ 1 cộng as well as cộng danh từ 2 cộng với động từ chia theo danh từ số 1. Đọc lại này. Danh từ số 1 n1 này cộng as well as cộng với n2 cộng với động từ chia theo n1 nha. Nào, ghi công thức ở đây, sau đó về nhà giải thích cho dễ. N1 cộng với s well s cộng với n2 đúng không nào, và cộng với động từ chia theo n1, nhớ nha. Có nghĩa là cái con mèo nó thích thức ăn của mèo, còn cái chó này thì không quan trọng. Câu số 10, gymnastic, thể dục dụng cụ. Từ này là một từ đặc biệt vì nó có s, nhưng cái s này không phải là số nhiều của một danh từ mà đây là tên của môn học này có s, đúng không? Và môn học này là một số ít, thể dục dụng cụ là một môn học mà. Đấy, điền động từ số ít. The trousers you bought for me. Các con nhìn thấy này, đi thi rất có thể người ta đánh đố mình như sau. Các con đọc một câu dài như thế này, nhưng các con sẽ thấy là danh từ chủ yếu để làm chủ ngữ trong câu này không phải là từ me, không phải là you bought for me, mà là trousers. Còn cái thành phần you bought for me này nó chỉ là thành phần làm rõ nghĩa cho từ trouser thôi, cái quần mà bạn mua cho tôi. Đấy, thành phần này thực ra không cần thiết nằm trong câu cũng được, đúng không? Thế nhưng nó bắt buộc phải có bởi vì nó xác định đây này. Đấy, cái quần bạn mua cho tôi, chủ ngữ là cái quần chứ không phải là chủ ngữ là bạn mua cho tôi. Và chủ ngữ là cái quần là số nhiều thì các con phải chọn động từ số nhiều là don't. Tiếp, gia đình của bạn sống ở đâu? Vậy gia đình trong trường hợp này là một tập hợp hay là chỉ các thành viên trong gia đình? Trong trường hợp này của câu số 12 thì các con sẽ chọn từ do. Được chưa? Where do your family live? Những người trong gia đình của bạn sống ở đâu? Câu 13. 3 ngày không phải là đủ dài cho một chuyến đi hẳn hoi. Vậy 3 ngày thì từ days này chắc chắn là một số nhiều rồi. Nhưng các con lưu ý này, 3 ngày lại là một cụm từ chỉ có con số, tức là nó là một, nói cách khác nó là một cái số lượng. Đấy, nó là một con số. 3 ngày là một khoảng thời gian, các con ghi đi nhá. Và khoảng thời gian không bao giờ là chủ ngữ số nhiều. Khoảng thời gian thì luôn luôn đi với động từ số ít, đúng không? Vậy động từ số ít thì chúng ta biết rồi, chúng ta phải chọn từ isn't. Cô chữa bài thật là chậm chạp để các con, sau khi các con tắt cái clip này xong rồi các con hiểu được hết và sau đó các con phải tự giảng lại. 14. Anh chị em họ của tôi cùng với cô và chú tôi khi đi với along with thì sẽ phải chia theo cái danh từ này nhá.
cả along with và cả as well as. Bởi vì cái chủ ngữ chính là cái người này chứ không phải là cô chú đâu. Được chưa? Người anh họ của tôi làm việc ở tại một cái gian hàng, tại một cái cửa hàng hardware. Được chưa? Của ông, tức là cửa hàng bán đồ sửa chữa đấy. Và cousin là số ít thì động từ cũng phải số ít. Câu 15. Đây là bệnh sởi. Tên của một căn bệnh, nó là số ít, vậy ta điền is. Câu 16. The United Nations, nước Mỹ. Mặc dù tên của nó có chữ S đấy, nhưng nó là một đất nước. Và là một đất nước thì động từ cũng là số ít. Câu số 7. Câu 17. Neither nor. Không người này, không người kia. Và các con có công thức của neither nor, đó là neither nor. Ghi công thức này. Sẽ cộng với động từ gần nor. Sẽ đi với cái động từ. Cô xin lỗi, không phải động từ gần nhất mà cộng với động từ đi theo cái từ no này này. Chia theo danh từ sau no. Đấy, nhớ là như thế nhá. Vậy ở đây the moon là số ít, the star số nhiều, đúng không? À, cả mặt trời, cả mặt trăng đều không nhìn thấy. À, đều có thể nhìn thấy trong đêm tối. Mặt trăng và ngôi sao, cô xin lỗi. Vậy ở đây trong trường hợp này the moon là số ít, the star là số nhiều, nhưng vì cái hai cái đối tượng này nó lại đi với cái động, nó động từ này nó lại chia theo cái chủ ngữ đứng gần từ no cơ, đứng sau từ no. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải chọn câu này là từ are. Câu 18. A hospital là số ít, vậy ta chọn isn't. Câu 19. The staff at the school, nhân viên. Nhân viên này là danh từ chỉ tập hợp đây. Không vui, vậy con sẽ là, nhân viên là chỉ người trong toàn bộ cái ấy đúng không? Vậy các con sẽ điền từ weren't. Chủ ngữ số nhiều, động từ số nhiều. 20. News này không đếm được đâu nha. Bản tin trên các đài phát thanh, đúng không nào? Vậy cái này là số nhiều, nhưng không phải là cái động từ này nó chia theo danh từ này, mà nó chia ra theo danh từ này. Đấy. Mà danh từ này là danh từ không đếm được. Mặc dù là nó có chữ S nhưng nó không đếm được đâu. Cô đã dạy rồi. Vậy cái từ confirms này các con phải thêm S. Câu 21. Tôi không thích thời tiết nóng. 30 độ là một con số, và con số thì phải đi với động từ số ít, vì nó là chủ ngữ số ít. Cứ số lượng mà làm chủ ngữ thì bao giờ động từ cũng phải số ít. Not all the policemen. Được chưa? Policemen ở đây là số nhiều rồi, vậy điền R. Câu 23. Một trong những nghề nghiệp chúng ta, một trong những thì kệ những, đúng không nào? Chủ ngữ là một thì phải đi với is. 24. Rất nhiều tội phạm. Crime ở đây là một danh từ không đếm được. Được chưa? Và a lot of đi với danh từ không đếm được thì trở thành một cụm chủ ngữ không đếm được. Và không đếm được thì đi với is. Ghi đi. Ghi ở câu 24 này này. Crime, tội phạm là danh từ không đếm được. Câu số 25, each of my friends, friends số nhiều, nhưng mặc kệ friends, vì chủ ngữ của nó là each cơ. Mỗi một người bạn của tôi, vậy mỗi thì phải là số ít. Nhớ nhá. 26. The number of the days. Number of, ở đây mở hóa đơn ra, đây là con số. Mở hóa đơn, số bàn trong lớp.
Số bàn trong lớp là một chủ ngữ số ít. Cứ the number of cộng với chủ ngữ số ít. Vậy ta phải đi với is. 27. The remains of the meal are thrown in the bin. Phần còn thừa của bữa ăn bị ném vào thùng rác. Remains số nhiều. Vậy động từ số nhiều bằng nghĩa với từ parts. 28. 3/4, 3/4 của chiếc bánh pizza. Được chưa? Và trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn số nhiều là have. Số phần. Được chưa? 3/4 mà, tức là 3/4 là nhiều rồi. Được chưa? Câu 29, can I borrow your scissors? Tôi mua kéo của bạn, tôi có thể mượn kéo của tôi của bạn được không? Của tôi ở đây bằng nghĩa với my scissors. Và my scissors ở đây là số nhiều nhé các con nhé. Đây scissors số nhiều đây này. Cái từ my này là cách sử dụng ngắn gọn của từ my scissors, hay là cách khác là đại từ sở hữu. Thì nó là cách sử dụng ngắn gọn của tính từ sở hữu và một danh từ đằng sau, nhưng nó ẩn danh từ đi. Scissors. Được chưa? Tiếp. Vậy đó là số nhiều rồi. Số nhiều thì các con phải để số nhiều. Câu 30. 5 times 5. 5 x 5 là một phép tính rồi. Và phép tính thì các con phải đi với is. Đúng chưa? Như vậy các con xong thì các con sẽ chấm điểm cho cô bao nhiêu trên 30 vậy này. Chúng ta đã xong hai bài. Bài thứ nhất là bài điền từ, bài thứ hai là bài chọn từ. Xong chưa? Bài số 8 nào. Bài số 8 là chia hình thức từ ở số ít hoặc số nhiều của các từ trong ngoặc. Có nghĩa là phải chia theo chủ ngữ. Philippines là số, chắc chắn là số ít rồi, vì đây là tên nước. Được chưa? Vậy con điền từ has. Bacon and eggs là tên của một món ăn, đúng không? Và tên của món ăn thì con điền is. Đúng chưa? The police là số ít hay số nhiều? Nó là số nhiều, nhân viên cảnh sát. Think. The majority of the children's parents, phần đa bố mẹ của những đứa trẻ này đều thất nghiệp. Bây giờ xem từ có majority nhé. Và ta có công thức là majority, phần đa của những bố mẹ này. Thì bây giờ cái majority này nó đi với danh từ số nhiều, thì con phải để động từ số nhiều. À, unemployed. Câu 5, everyone là số ít, điền is. Câu 6, none of my brother, không ai trong số anh trai của tôi. Anh trai số nhiều thì đi với none of là số nhiều, thì để động từ số nhiều. Remember. Nguyên thể. Both of the shirt, cả hai cái áo sơ mi đều bẩn. Both of đi với số nhiều, are. 50 minutes là một khoảng thời gian, và cứ khoảng thời gian thì là động từ, là chủ ngữ số ít, điền is. Một vài người bạn của tôi, bạn đếm được, đúng không? Mà vài người thì là số nhiều, điền leave nguyên. An đi cùng với bạn bè cô ấy, nhưng chia theo từ an, điền is. 11.
Câu 11. Tôi đang băn khoăn không biết là những cái thay thế này có phải là cái tốt không? À, vậy đây không dựa vào từ wonder mà con phải dựa vào cái cụm từ either of those alternatives. Được chưa? Những cái thay thế này, một trong những cái thay thế này, vậy nó là chủ ngữ số nhiều hay số ít nào? Either of those. Câu 11. 8. The answer is. Được chưa? Either of. Một trong hai. Either of đi với động từ số ít. Neither of cũng đi với động từ số ít. A lot of students in the class. Nhiều học sinh. Cái này chắc chắn là động từ số nhiều rồi, vì chủ ngữ của nó là số nhiều. 13. As well as, nhưng phải chia theo Alex, phải chia thành has. 2/3 of the money, 2/3, 2 phần là số nhiều. Nhưng ở đây là 2/3 của số tiền, tiền này không đếm được con ạ. Đây con nhìn kỹ này. Ba phần tư của số bánh pizza nhá. Đây cũng là tiền nói đến số phần. Nhưng pizza này đếm được, cho nên là nó đi với động từ số nhiều. Thế nhưng ở đây là 2/3 của số tiền, với số tiền này không đếm được thì con phải chia thành is. Câu 15. The Japanese là người Nhật, đúng không nào? Người Nhật thì là chỉ một tập thể đi với chủ ngữ số nhiều, động từ số nhiều. Chấm điểm bao nhiêu trên 15? Tiếp theo, các con sẽ chuyển sang bài số 9. Câu 1, câu 2 họ làm mẫu cho mình rồi. Music không đếm được cho nên tuyệt đối không đi với ơ. Đám đông đang chơi rất vui, đám đông là những người trong đám đông. Nào xem câu 3 sai gì. Bà của tôi phải đọc kính khi đọc, phải đeo kính khi đọc. Cái này có mai rồi. Liệu glasses có sai không? Kính đếm được đúng không? Đếm được thì mà chỉ chung. Câu này là chỉ chung đấy. Kính nói chung mà. Và khi một danh từ chỉ chung thì không được để nguyên thể thế này, mà phải chuyển nó thành gì? Glasses. Đấy, chỉ chung thì phải có số nhiều. Được chưa? Hoặc là phải có ơ đằng sau. Nhưng glasses là một danh từ luôn ở số nhiều vì nó có hai cặp kính cho nên không đi với ơ. Tôi thích Martin và Jill. Họ đều là những người rất tuyệt. Các con biết là cái từ person này là một người, nhưng ở đây họ là những người thì câu này là sai. Đấy. Và các con phải chuyển cái này thành people. Đấy. Câu 5. The government, chính phủ muốn tăng thuế. Đúng không? Chính phủ là chủ ngữ số nhiều. Chính phủ là chỉ những người trong chính phủ, trong nội các đấy. Muốn tăng thuế. Thuế này nói chung đã ở số nhiều rồi, cứ chỉ chung mà thêm số nhiều như này là đúng này. Vậy câu 5 là đúng rồi. Câu 6. Gia súc này chỉ chung đúng không? Gia súc chỉ chung này thì cái này sai rồi, đúng không nào? Cái này phải chuyển thành worker thì mới đúng. Đấy. Scissor là số nhiều, kéo là số nhiều. Vậy cái this này dùng sai. Không những this dùng sai mà cái is này cũng dùng sai.
Đấy. Mà con phải dùng the scissors. Vậy trong trường hợp này con sai động từ is mà phải chuyển thành are. Câu 8. That is the wonderful news. Các con biết là cái từ news trong tiếng Anh, từ này không đếm được. Đúng không? Và khi nó không đếm được thì tuyệt đối không được dùng ơ. Đấy. Vậy ta có công thức ở đây là từ news không đếm được. Viết vào đi. Nên không đi. Vậy chúng ta sửa như nào? Chúng ta phải sửa nó là bỏ ơ đi nha. That's wonderful news. 9. There was a police officer standing at the corner. Có một nhân viên cảnh sát đứng ở góc kia. Câu 9 thì there was, đi về chủ ngữ số ít thì câu này đúng rồi. There was, đây số ít đây, đây cái này là số ít đây, câu 9 đúng rồi. Câu số 10 đi. Lá chuyển sang màu vàng và mùa à, lá chuyển sang màu vàng vào mùa thu. Cái từ leaf này kết thúc bằng chữ F, đúng không? Vậy khi sang số nhiều phải chuyển thành V và thêm S. Tiếp theo câu số 11. Câu này sai mất từ pyjama. Là bộ quần áo ngủ. Cái này đếm cái này là một danh từ không đếm được đâu. Vậy cách thứ nhất để sửa cái câu này đó là bỏ ơ đi. Cách thứ hai là thêm pair. Là một bộ đấy. Of new pyjamas. Đấy. Pair này là một đôi. Đôi ở đây đã có quần. Câu số 12. Luggage. Mở hóa đơn. Hành lý. Hành lý có đếm được đâu mà thêm số nhiều. Đúng chưa? Vậy cái này là con phải bỏ S đi thì mới đúng. Câu 13. 3 pounds là một con số. Đúng không? Là một số tiền. Vậy cái A này sai, phải chuyển thành is thì mới đúng. Câu 14. Has the police arrived yet? Cảnh sát đến chưa? Police là số nhiều. Vậy các bạn xem là has the police arrived yet đúng chưa nào? Cái has này bị sai đúng không? Cái has này phải chuyển thành have. Thì mới đúng. Được chưa? Câu 14. I heard an interesting piece of information. Information không đếm được. Đấy. Và khi nó đã không đếm được thì không được dùng ân. Cô ghi cái gì ra thì các con nhất định phải ghi ra nhá. Vậy cái này các con sẽ bỏ từ à, cô xin lỗi. Xin lỗi nhá, câu này không sai đâu con ạ. Nhầm, cô chưa nhìn đến kỹ từ piece. Vậy câu này không sai đâu nhá. Nếu trong trường hợp nó không có từ piece đấy, thì con không được phép dùng ân đâu. Bởi vì information không đếm được nhá. Và con chỉ nói là I heard interesting information. Tôi đã nghe được thông tin rất là thú vị. Thế nhưng khi nó đã có đến từ piece, tức là nó trở thành một danh từ đếm được rồi. Đấy, vậy chúng ta chỗ này ta phải ghi vào đây là piece of information. Đây là danh từ đếm được. Information thì không đếm được, nhưng a piece of information thì đây là đếm được. Và đếm được dùng an là đúng rồi. Được chưa? Rồi, bây giờ tổng điểm cho cô này. Bài này tổng cộng là 13.
13 với 15 28. 28 với 30 là 58. Như vậy là tổng bài này là 68 điểm, đúng không? Bây giờ các con ghi cho cô xem là mình được bao nhiêu 68 vào sách như thế này. Đấy. Sau đó các con lấy máy tính các con chia luôn nhé. Được chưa? Ví dụ con được 30 trên 68 thì lấy 30 chia 68 là nó sẽ ra. Đấy, ví dụ cô chia cho này 30 này. Là được 4,4. Được chưa? Còn được 50 thì lấy 500 thêm một số 0 vào chia 68 bằng 7,3. Đấy, được bao nhiêu thêm một số 0 đằng sau rồi chia 68 nhá. Sau đó báo điểm lên nhóm cho cô. Được chưa? Báo điểm lên nhóm luôn và ngay. Sau khi báo điểm xong thì các con sẽ có 10 phút để giải thích lại toàn bộ bài từ bài 6 cho đến bài số 10. 10 phút đấy rất quan trọng. Giải thích từng câu một. Ok chưa?